Đây, máy mới 100% new seal full box, new with seal của anh em đây. Anh em cửa hàng hay là anh em khách hàng đi mua máy new seal nha, cẩn thận. Nó chỉ có một cái hộp thôi, ở trong là gạch đá thì lúc lẩu thập cẩm của anh em ấy. Cái tem này là cái tem niêm phong, anh em có thấy Apple hay là FPT Citic hay là Petro Seco vân vân, là những công ty nhà phân phối người ta nhập khẩu về Việt Nam á. Thì những cái tem này nè đúng không? Anh em tưởng lấy ra không được đúng không? Phải cắt hai bên đúng không? Rồi cái seal của Apple đúng không? Phải xé các kiểu đóng lại seal seal lô là nhìn biết liền đúng không? Lầm chết. Em nói rồi, bây giờ nhập 10 cây nó trộn chừng 1 2 cây vô thôi, là mô hình thôi, là gạch đá thôi, là anh em cũng hẹo. Anh em đưa máy X-quang anh em chiếu thì họa may, anh em có thể nhìn được à có phải đúng máy móc không. Còn không có hả? Em nói nè, cái siêu này mở phút đây, em mở cho anh em coi nè. Em mở 1 phút 30 giây nè. Mở rồi phải chưa mở đâu. Đây nè. Đó. Em mở rồi nè. Vì đầu tiên anh em muốn mở cái tem này nè. Tụi nó đang lừa đó. Đây, anh em cứ lấy miếng xăng 530, em xịt vô cái lưỡi lam này nè. Rồi anh em xịt vô lưỡi lam này nè. Rồi anh em đưa vô anh em nạy. Em đưa vô nè, cái nước của tinh nữ lam nó sẽ đẩy vô trong của cái này, anh em hiểu không? Nó đẩy trong cái góc tem rồi đó, bắt đầu anh em nạy. Rồi anh em nạy vô, em vừa mới làm bên kia xong đó, anh em đẩy vô vậy nè, khô ke đúng không? Anh em mày nạy vô nè, đó anh em thấy chưa? Mấy cái tem này cần gì phải lấy lam cắt nè, em lấy rồi nè, không để lọc miếng keo luôn nè, thấy chưa? Một phát nha, gỏi cần cắt rồi. Ok, ở trên đây đúng không? Đây, cái này nếu anh em dùng nước tách đó, nó sẽ bị keo, nó sẽ bị không dính lại. Thì anh em mới dùng cái mũi hàn này nè, này nè, dùng cái mũi cò này nè. Đó, anh em để gió chắc tầm 50 vậy thôi, nhiệt độ tầm 100 thôi nè. Anh em để cò cho nó nóng lên tí, em cò cho nó nóng lên tí. Này nè, bắt đầu anh em đưa vô, anh em lấy coi kiếm cây nào mỏng mỏng á, lưỡi lam cái ủ tay cái nào mỏng mỏng á, lao cho nó sạch. Rồi đó, anh em đưa vô đây, không quéo luôn, để vô nặng không quéo thôi. Đây nè, thấy chưa nè, nó quéo đâu, quéo khỉ gì nè, đó quéo 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 quéo, nhưng mà quéo mua máy new seal rồi. Đây đây đó, em làm 1 phút 30 giây luôn nè. Bây giờ với việc lấy cái hộp ra, dở hộp ra đây, em dở luôn cho anh em coi, mất công bảo em gì nữa. Từ từ để em xíu nha, em lấy cái tem ra luôn. Mấy cái tem niêm phong, niêm với phong. Mấy cái này thì muốn thì tụi nó lừa thôi. Anh em dặn rồi, anh em đi mua máy á, máy cũ thì mở kiểm tra bên trong, máy new seal á thì làm ơn cắt ra, cắt cái seal ra, hoặc là lột cái seal ra đi, kiểm tra có cái máy trong đó không. Có máy rồi thì kiểm tra nó có trùng với may hợp không, nó acti chưa, nó có làm này làm kia chưa. Này nè, em lấy được cái siêu luôn rồi nè. Thì cái việc chỉ đơn giản thôi đúng không? Mình lấy cái hộp ra đơn giản rồi đúng không? Nè, xong hai cái siêu rồi nè, anh em hình dung không? Em lấy hai cái siêu rồi nè, giờ em xé bà luôn nè. Nè, nó sẽ rách cái hộp như vậy nè, anh em hiểu không? Đó, em để được cái siêu em đóng lại được mà. Nè, cái này nè, siêu zin nè. Bây giờ mình lấy cái hộp ra đây, đây à, nguyên máy trong nè. Đó, anh em thấy ghê chưa? Em thích lấy gì em lấy, em lấy cho đã xong em lấy cái máy ra đó, em để sợi dây thun vô đó. Này có sợi dây thun để cho mất công này không tin đó, để sợi dây thun vô. Ok nha, rồi lấy phụ kiện ra luôn cho nó vui đó. Lấy đây cái hộp nè, để cục đá cho nó nặng nha. Nè, vuốt ra nè, xong rồi kè dính đi chang như cũ. Anh em hình dung không? Anh em hình dung được cái vấn đề ở đây chưa? Cái hộp là hộp zin máy chính hãng VN nha. Đây nè, anh em nhìn cái phông chữ nè, cộm 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 như nè, chiếu vô đèn bảy màu, đèn gì vô nó cũng hiện QR code lên bình thường. Thành ra nó rồi, anh em mua máy em nói lại nữa nha, anh em mua máy mà cái máy new seal này nè, anh em mở bên trong, thứ nhất anh em test coi cái máy nó bị hình thức hay không. Bởi vì nhiều lúc cái máy nó bị cứng móp từ lúc xuất xưởng, hoặc là bụi cao 1-2 vết thì chắc chắn là trong môi trường lắp ráp, đâu phải là môi trường chân không hay môi trường vô trùng vô không có không 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 một máy là siêu lọc không khí đâu, mà không hộp bụi nào thì sẽ có những lúc 1-2 hộp bụi rất nhỏ. Ok, anh em chăm trước được đó, chị bỏ qua. Mà cứng móp thì không, Apple không có điên chày vết cứng vết nó bỏ đâu, nó vẫn bán ra đấy, anh em nhớ nha. Còn những cái máy, còn những em thấy những cái máy mà
máy cũ á, thì anh em cứ mở bên trong kiểm tra cho em, mở hẳn máy ra, mở hộp đít, mở hẳn máy kiểm tra bên em. Còn này kiểm tra máy, kiểm tra email và trong máy nó có trùng nhau không, bay hộp và trong máy có trùng nhau không, và anh em chịu khó lên mạng coi cái máy có acti chưa nha, máy new chưa acti, ok, hình thức chuẩn chỉ hết, phụ kiện bên trong là đầy đủ hết, ok anh em mua. Còn anh em nhập á, cứ nhập 10 cây nó trộn tầm 2 cây 3 cây thôi, cây ví dụ 20 triệu đi, trộn 3 cây nó ăn 60 triệu, nó giao cho em 80 triệu, nó lỗ 1 cây 300 ngàn cũng được. Còn anh em mua lẻ, trời, ship tận nơi đúng không, không kiểm tra là dính rồi, thấy nha.